Công cụ kéo thả học sinh tương tác nội dung trên Eduline. Trên Eduline, để kéo thả học sinh vào tương tác trên nội dung, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, mở danh sách học sinh bằng nút tham gia trên thanh công cụ. Sau đó, từ danh sách học sinh, bạn hãy bấm giữ chuột, kéo học sinh vào màn hình nội dung và thả chuột. Bạn có thể kéo nhiều học sinh vào tham gia tương tác đồng thời, bạn cũng có thể tương tác cùng học sinh của mình. Nếu bạn đã hoàn thành, thì bạn chọn nút về chỗ để đưa tất cả học sinh về chỗ. Chúc bạn thao tác thành công! Eduline.